Hello nha anh em. Hôm nay Thép đem hai con xe này ra review để cho anh em có bài toán để cho anh em so sánh nha. Tức là hai con xe này nó đồng giá anh em nha. Con nào cũng 129 cũ hết đều nhau. Đó, giữa một con Adside 208. Nè anh em ơi, dầm cái mà khóa nè. Nè anh em ơi. Hả? Này là cái ô đô nó. Đó anh em nha. Đó. Nè. Con này bô chưa rời khỏi cổ. Con này em có review rồi. Có review rất là chi tiết. Anh em có quan tâm chi tiết con này thêm thì anh em cứ vào cái kênh YouTube Thép Xe Máy, anh em chọn vào cái ảnh đại diện em đó. Anh em lựa cái video của nó anh em coi. Bô nó chưa có rời khỏi cổ anh em nha. Ở đây xe cổ em coi rất là kỹ. Em coi kỹ hơn anh coi nè. Mà đi cầm đi. Đó, em báo sao thì nó vậy đó. Có con này thì mới về, con này chưa có lên video nè. Con Spark 135 của Thái nè. Đó, đồng giá chứ nè. Để biết chi không? Có mấy anh em nói, con này giá 129 cũ, để tôi mua Spark chạy sướng hơn. Thì ok anh. Anh ok anh em, có Spark cho anh em luôn. À, coi cái vỏ, coi nó đời mấy. À, con này vỏ nó thay rồi anh em ơi. Tại vì vậy dạ? 220 rồi nó qua khỏi cái đời Spark rồi. Nó thay vỏ đó. Khóa còn cặp đủ nha. Khóa còn cặp, gương còn cặp đầy đủ. Cho anh em mình lựa chọn hai con. Đó. Ai chọn nghẹt và ai chọn Spark. Đó, con này thì nói chung ra thì thôi để gọi ngang cái nữa đi. Để khi cho những anh em mà lười, này là nguyên zin toàn bộ nha anh em, vỏ còn cặp nha. Cho những anh em mà lười, nhiều khi lười lục video sẵn rồi bụp đây coi luôn. Trời ơi, két nước nó nè. Trời ơi, cái cổ chẳng ba nè, nó dầm nè. Đẹp. Không tì vết. Từ dưới lên trên luôn. Đẹp lắm, còn mấy cái này của nó nè. Dữ dằn. Gấp của nó thẳng nè. Đó. Nè 208 nè. À. Giờ in zin theo xe. Mấy cái này nè. Cái chỗ mà để gốc dép nó còn chưa xi nhê gì hết nha. Đó. Cái cò bô nè. Mà con này cái bô hư rồi. Dòng ẹt này thì em nói hoài vậy đó, em quay từ xưa đến giờ luôn. Nhiều anh em nhiều khi không hiểu rồi cũng bình luận khiếm nhã, kêu là tại sao xe không có đi mà hư bô. Cái dòng ẹt này nói không phải như ta đâu, không đi mới hư á, đi thường thì không hư. Đẹp đó. Còn con này thì ở đây, con này ở đây thì gì? Này thì nó phun xăng điện tử rồi nha anh em, có Spark này. Mấy con này được cái là khi là đề cái là nổ. Đậu lâu đậu rồi đề cái nổ. Không hợp thử như mấy thằng dặn dòng sân cơ. Đó, 129 cũ ha. Và con nào thì cũng có bao hồ sơ cho anh em hết. Cho anh em an tâm chơi. Con này thì đậu lâu quá biết đề được không nè. Cái bô nổ nghe rất là tức. Hư á anh em. Để lâu quá bình yếu lên nổi. Chẳng nổ nha. Bô nó lủng lủng ở ngoài này. Anh em yêu hiện đại chọn Spark. Tại vì mấy con này là hình như là nó tập cỡ 215 con Spark này. Còn con này 208. Đó. Con kia lớn con này cỡ khoảng 7 gấp tuổi. Con ẹt vàng này nè. Đó. Con này thì cũng nguyên zin. Con này có một cái là mắc cặp vỏ là ta thay rồi anh em nha. Bán đầu đó nói rõ ràng. Áo thì nó thấy nó không có chùm keo nè. Chùm keo nè.
chín cũ hết cho anh em luôn. Nhau luôn. Anh em có điều kiện khả năng thì làm cặp luôn. Ha. Cái máy trắng, cái máy đen. Nổ gạch ti lên anh em. Tiếc cái cabo nó bị lủng. Nổ nè. Cái gốm thì mà đẹp. Không khiếu à anh em ơi. Rồi anh em nha. Đó. Đó là sự lựa chọn và quyết định của anh em. Đó, còn vấn đề mà chất lượng nè. À, uy tín nè, giấy tờ nè, các kiểu thì đấy à, khánh phép mô tô lo cho anh em nha. Đó, anh em không có gì phải lo hết. Rồi, ok anh em nha. Mỗi lần là phải quay gì đó để tránh bị cắt clip này kia đồ ha. Mấy ông tin tặc bây giờ cũng giữ làm dữ lắm. Anh em thấy cái nào mà phù hợp với mình thì cứ alo ủng hộ cho anh em nha. Rồi xin cảm ơn, chúc anh em nhiều sức khỏe.